Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập ngay tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Với căn nhà này cách với lại trục đường chính Lê Trọng Tấn nó chỉ khoảng phạm vi 200m thôi mọi người ạ. Đi lại thuận tiện và rất là gần với tuyến BRT. Căn nhà này thì diện tích là 34,1m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Mời theo em vào cụ thể khám phá ngôi nhà. Căn nhà nằm ở trên mặt ngõ thông, xe ba gác, xe máy qua thoải mái và cũng tương đối gần với đường ô tô đi lại. Thiết kế xây dựng độc lập duy nhất một căn, nhà vừa mới hoàn thiện hết chỉn chu, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Hướng nhà là hướng tây nam, mặt tiền của ngôi nhà 3m, mặt hậu cũng vậy. Và mời quý vị theo em vào khám phá căn nhà nhé. Với phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính mọi người ạ. Thiết kế của ngôi nhà 34,1m rất là rộng. Nhìn thực tế là rộng và nhà xây đủ đất rất là ok mọi người nhá. Thiết kế tầng 1 là phần để xe. Đây là phần để xe máy riêng của ngôi nhà. Với cái nhà này thì chắc chắn là quý vị hỏi ô tô sẽ để đâu thì ô tô phải đi gửi rồi. Vì cái căn nhà này nó nằm ở trên mặt ngõ, chỉ có một xe ba gác và một xe máy tránh được nhau thôi. Với đây là phần để xe riêng này. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Còn phòng khách thì chủ nhà đẩy lên tầng 2. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, với không gian bếp tương đối là thoáng. Nghe cái diện tích 34m thì thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà quý vị cố gắng xem hết video để thấy rằng chủ nhà cố gắng thiết kế làm sao công năng hài hòa, sử dụng rất chi là hợp lý tới quý vị nhé. Với cái thiết kế trong không gian phòng bếp cũng tương đối là thoáng, cửa sổ rồi là hệ thống trần thạch cao ở tầng 1 của ngôi nhà đều được lắp đặt đầy đủ. Thiết bị vệ sinh, tủ bếp, đèn led, điện nước xong hết rồi. Đúng như hiện trạng là ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Tủ bếp hoàn thiện xong hết, đầy đủ gỗ MDF chống cong vênh với gây tông màu trắng là chủ đạo. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp và phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Hồ sơ điện, hồ sơ nước xong hết, chỉ việc dọn đồ về ở. Với vị trí La Khê này, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn, gần như sát với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với tuyến đường BRT đi lại thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm theo cái trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân cũng được, mà quý vị theo cái cung đường Lê Văn Lương kéo dài cũng được. Căn nhà này thì nó rất là gần với lại mặt đường chính và nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận cụ thể cho quý vị nhé. Và tầng 1 ngoài cái phần để xe, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, máy bơm, vòi xịt, vòi rửa cho quý vị. Và trong tầng 1 thì cũng được ốp toàn bộ gạch lên trên cái tầng rất là sạch. Hệ thống tay vịn của trụ cầu thang thiết kế cho quý vị. Đây. Toàn bộ là gỗ và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Anh đã review cụ thể cho quý vị đường hướng vị trí rồi. Mời mọi người theo em lên và các tầng tiếp theo. Và trên tầng 2, chủ nhà thiết kế cho quý vị phòng khách, rồi là giật cấp lên trên thiết kế thêm một phòng ngủ. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Nói chung nhà có sao thì em quay review cho quý vị chuẩn chỉnh là như vậy. Mọi người cảm thấy phù hợp với tầm tài chính, phù hợp với cái công năng sử dụng thì mọi người liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà. Đây là toàn bộ phần không gian phòng khách. Chủ nhà thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao cũng như là cái phần phòng khách được trang trí kệ gỗ, kệ tivi. Đó. Rất là đẹp, hợp lý, chỉnh chu. Rồi ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà cũng thiết kế cho quý vị ở đây. Tay vị. Với cái phần không gian phòng khách này nhỏ nhắn, hợp lý, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Rồi là màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Quan trọng nhất nó chính là vị trí. Thì vị trí ngôi nhà này nó gần như là cách có 200m là ra tới mặt đường Lê Trọng Tấn, thuận tiện cho quý vị đi lại, cũng như là nằm ở trong khu dân cư đông đúc ra mặt phố Lê Trọng Tấn thì rất là nhiều những cái tiện ích. Rồi là xung quanh thì đầy đủ chợ, trường, phường trạm, chợ dân sinh, mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại vô cùng thuận tiện. Tính từ vị trí ngôi nhà này rất là gần với lại trường trung học phổ thông Lê Lợi, rồi là xung quanh gần những cái trường đại học lớn. Và giật cấp ở phía tầng 2 thiết kế lên cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Với phần phòng ngủ, không gian phòng ngủ được chủ nhà thiết kế đầy đủ cửa sổ, ánh sáng tự nhiên, cũng như là trong phần phòng ngủ thì chủ nhà lắp đặt cho quý vị giường, tủ, trang trí luôn trong không gian phòng ngủ, chỉ việc dọn quần áo về ở thôi.
Đây là tủ quần áo, đây là giường. Đó, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với tủ quần áo thì thiết kế là cửa gỗ cánh lùa thì nó tối ưu được cái diện tích sử dụng nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, công năng hài hòa cho một hộ gia đình. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp cửa, an toàn, thẩm mỹ cho quý vị. Đó, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Giường này thì kích thước là 1m8, 2m mọi người nhá. Đó, 1m8, 2m2. Rất là rộng, thoáng. Đây, tính từ cửa phòng vào và nơi Ngọc Anh đứng ở đây, hài hòa. Diện tích của nó có 34 mét vuông thôi, cho nên chủ nhà thiết kế tối ưu công năng. Còn để mà nói tuyệt đối thì mỗi một hộ gia đình có một cái nhu cầu sử dụng là khác nhau. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo. Đó, rất là đẹp. Rồi là trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần. Với phò cửa phòng vệ sinh thì thiết kế cho quý vị là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa phòng ngủ thì thiết kế là cửa gỗ. Đầy đủ tiện ích, công năng hài hòa. Cầu thang giữa thiết kế trên tầng 3 như thế nào thì mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nha. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Cầu thang giữa, hai phòng ngủ trước và sau. Phòng ngủ tiếp theo ở trên phần tầng 3 ở phần mặt bên trong. Đây, cửa sổ thông thoáng, giường, tủ lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Đó, hệ thống trần thạch cao. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay review cho quý vị như vậy. Với tùy từng căn nhà, tùy từng chủ đầu tư, có những chủ thì lắp thêm nội thất, có những chủ thì bàn giao nhà chỉ đơn giản không thôi, chỉ mỗi thiết bị ở vệ sinh, trần thạch cao, không lắp thêm nội thất, giường tủ gì cả. Cho nên quý vị, nhiều quý vị cứ xem những căn nhà mà có nội thất ấy, thì mọi người lại bảo là tại sao căn này không có, căn kia không có. Thực tế luôn thì là cái đấy là tùy từng phong cách của mỗi chủ đầu tư. Cho nên là mỗi căn nhà của anh quay như thế nào thì Ngọc Anh bảo là có như thế. Đây là phần phòng ngủ tầng 3, hướng ra phần mặt ngõ. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt sau lưng là hướng Đông, cho nên khi mà mở cửa trước và sau ra thì nó rất là hút gió, rất là thoáng. Đó. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài. Như vậy lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ riêng, 3 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Hệ thống sen cây, đầy đủ bàn đá lavabo, thiết kế chỉnh chu cho công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Đấy, hành lang đi vào giữa hai căn phòng rất là rộng và thoáng. 3 tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà, với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hẳn hai ô giếng trời. Một ô giếng trời thì để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo đây là không gian để máy giặt cũng như là phơi quần áo quý vị nha. Đó. Với căn nhà 34 mét thiết kế đủ 4 tầng, đổ tròn 4 tầng, chủ nhà thiết kế được cho quý vị 4 phòng ngủ. Bởi vì trên tầng 4 thiết kế thêm một phòng ngủ nữa. Đây. Và phần còn lại. Ngoài cái phần sân phơi này, ngoài cái phần phòng ngủ này thì chủ nhà thiết kế đây là một phòng riêng, quý vị có thể làm phòng làm việc, phòng thờ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó. Hài hòa. Giá bán cụ thể em để ở dưới phần miêu tả. Về phần căn nhà này thì có sao em quay review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. 100% pháp lý chuẩn chỉnh thì mới hỗ trợ được vay vốn ngân hàng. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.